Dấu hiệu trên da cảnh báo bạn đang bị mỡ máu cao. Nhiều bạn bị mỡ máu cao nhưng mà không hề biết, vẫn sinh hoạt, rồi ăn uống, rồi thức đêm, thức hôm, làm cho thân thể của mình, cái chuyển hóa của mình càng ngày càng kém đi, làm cho cái lượng mỡ ở trong máu của chúng ta càng ngày càng tăng cao hơn. Thì có một cái dấu hiệu vô cùng đơn giản ở trên da của chúng ta thôi. Chúng ta chỉ cần véo cái da của chúng ta lên. Nếu như mà da của chúng ta dày ấy, thì có nghĩa là cái lượng mỡ ở trong máu của chúng ta, lượng mỡ ở trong cơ thể của chúng ta đang cao. Ngoài ra còn có một cách nữa là chúng ta thè lưỡi của chúng ta ra. Nếu mà rêu lưỡi của chúng ta trắng dày hoặc là vàng dày thì đấy cũng là những cái dấu hiệu để mà báo cho bạn là mỡ máu của bạn đang bị tăng cao. Nếu ai mà có dấu hiệu này thì hãy comment xuống đây để chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn những cách vô cùng đơn giản và hiệu quả để giảm mỡ máu. Nice. Lần nữa đừng quên theo dõi kênh Tiến sĩ Bác sĩ Trần Hoàng Hải để biết thêm nhiều thông tin bổ ích về sức khỏe của bạn.